Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đi thác rơi, hay còn gọi là thác Bắc Lúc, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Hôm nay là anh em có một sự trải nghiệm rất thú vị từ tắm suối. Anh em xem con đường đi ấy, cũng là khá là vòng vèo và vất vả. Đó. Dạ. Nó vòng vèo. Nó vòng vèo là vất vả. Nhưng mà đặt khám phá thiên nhiên thì mình phải đi đúng không? Đó. Đó. Nhìn thấy chắc chiều có vất vả nó đi cái đường á, cái đường này nó đúng rồi, đường này là anh em tìm mãi mới có con đường này đó. Đấy, tìm mãi có con đường này đó. Đó. Đường này rất là rộng nạc à. Ui. Khá là vất vả. Đấy. Anh em đi đây phê phê này. Thế là gì? Bây giờ là tất cả anh em đi về này. Đó. Đấy. Đó. Mời tất cả về, mời các bạn về Cờ Bang thăm thú. Ai à. Dạ.